phần dự thi trang phục. Áo tắm của thí sinh mang số danh 211 Bùi Khánh Linh, cao 1m77, nặng 55kg với số đo 3 vòng 85, 58, 95. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 095 Võ Tấn Xanh Vi, với chiều cao là 1m76, nặng 55kg, số đo 3 vòng 83, 63, 92. Số báo danh 051 Nguyễn Ngân Hà, với chiều cao là 1m70, nặng 51,7kg, số đo 3 vòng 81, 59, 95. Số báo danh 303 Phạm Thị Tú Trinh, cao 1m65, nặng 44kg và số đo 3 vòng 78, 61, 89. Số báo danh 188 Bùi Thị Hồng Trang, cao 1m71, nặng 50kg, số đo 3 vòng 79, 61, 89. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 014 Huỳnh Trần Ý Nhi, cao 1m75, nặng 50kg với số đo 3 vòng 79, 59, 89. Thí sinh mang số báo danh 193 Lê Thị Kim Hậu, với chiều cao là 1m68, nặng 48,6kg, số đo các vòng 82, 61, 88. Và đây là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 015 Trần Phương Nhi, với chiều cao 1m69, nặng 52kg, số đo 3 vòng 82, 59, 94. Thí sinh vào số báo danh 068 Mai Thị Hà Thu. Hà Thu cao 1m72, nặng 51,7kg, số đo các vòng 80, 59, 90. Và tiếp theo là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 512 Huỳnh Minh Kiên, có cao 1m71, nặng 53kg với số đo 3 vòng 80, 61, 90. Số báo danh 420 Trần Thị Thoa Thương, với chiều cao 1m73, nặng 51,8kg,
cùng số đo 3 vòng 88, 61, 94. Đây là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 123 Hoàng Thu Huyền, cao 1m74, nặng 49,1 kg, số đo 3 vòng 78, 62, 90. Thí sinh mang số báo danh 256 Nguyễn Thị Thúy Ngọc. Thúy Ngọc cao 1m78, nặng 53,5 kg, số đo 3 vòng 81, 61, 91. Hãy cùng chào đón thí sinh Hoàng Thị Yến Nhi, số báo danh 165, cô cao 1m70, nặng 46,3 kg, cùng số đo 3 vòng 75, 59. Tiếp theo là thí sinh Trần Thị Hồng Linh, số báo danh 142. Cô có chiều cao là 1m72, nặng 49,2 kg, cùng số đo 3 vòng 80, 58, 89. Số báo danh 113 Phùng Thị Hương Giang. Hương Giang cao 1m73, nặng 50 kg, với số đo các vòng là 81, 60, 90. Xin được chào đón thí sinh Đỗ Thị Phương Thanh, số báo danh 102. Phương Thanh cao 1m74, nặng 49,8 kg, cùng số đo 3 vòng 79, 60, 86. Số báo danh 039 Nguyễn Thị Phượng, cô cao 1m74, nặng 53,6 kg, số đo 3 vòng 84, 58, 92. Và tiếp theo là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 064 Đào Thị Hiền, 1m75, nặng 55 kg, với số đo các vòng là 86, 63, 90. Phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 158 Nguyễn Thiên Thanh, cô cao 1m75, nặng 52 kg, và số đo 3 vòng là 80, 62,5 và 93.
Và thưa quý vị, một lần nữa chúng ta sẽ cùng cổ vũ và nhìn ngắm top 20 thí sinh tràn đầy năng lượng. Và các bạn đã có một phần trình diễn một lần nữa, đem đến với tất cả chúng ta một bầu không khí thật nóng trong đêm chung kết toàn quốc hôm nay. Xin được cảm ơn top 20 thí sinh. Và thưa quý vị, các bạn đã vừa trình diễn trang phục áo tắm đến từ nhà thiết kế NGC. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn đã vừa hoàn thành. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa được ngắm nhìn một vẻ đẹp vô cùng khỏe khoắn và quyến rũ trên sân khấu này. Và trong số